Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng anh em trở lại với channel Chám Game. Một mùa giải đi qua, các bạn hiện tại đang ở bậc rank gì rồi? Nếu các bạn chưa nhận được trang phục free Trào Nào Quang Vinh thì mau mau vào nhận đi nhé. Chính thức vào 1 tháng 10, server Việt sẽ reset lại các bậc rank để các bạn còn mùa giải mới ganh đua leo rank các bậc xếp hạng và nhận các phần thưởng mới lạ. Ở phiên bản 1.8 sắp tới, phần thưởng chính là bộ trang phục Kirot Quang Vinh mà hiện tại là video các bạn đang xem. Sau khi đánh 10 trận rank, chúng ta lập tức nhận ngay bộ trang phục chất và ngầu này. Tin vui cho anh em đó chính là Kirot ở phiên bản mới đấu nhân bản còn được tăng sức mạnh từ chiêu 2 nội tại và cả khi kích hoạt giật bá đạo đó. Trước khi đến với các mốc giảm rank cho anh em, chúng ta tìm hiểu ngay về các tính năng mới chỉ có ở bản cập nhật sắp tới. Chắc hẳn anh em đang vô cùng nóng lòng rồi. Ở trong chiến trường 2.0 làm bước ngoặt lớn cho Liên Quân. Và ở phiên bản mới, đấu nhân bản chính là một cái bản đồ mới, một chế độ mới và đương nhiên nhiều tính năng mới đảm bảo anh em cực kỳ ưa thích. Đầu tiên là về đấu nhân bản anh em ơi. Mọi khi chúng ta đều phải chơi các vị tướng giống nhau, khác nhau. Bây giờ chúng ta phải chơi tất cả các vị tướng đều giống nhau. Quá tuyệt vời đúng không nào? 5 vị tướng Butterfly, 5 vị tướng Laurel hoặc là 5 vị tướng Crest chẳng hạn. Đó chính là chế độ đấu nhân bản. Các bạn có thể lựa chọn các vị tướng cần thiết và quan trọng. Mình thích thì mình chọn thôi đúng không nào? Đây, 3 trên 5 là phải chọn 3. 221 thì là random. Đây, chúng ta random ra luôn. Nghe thấy chưa ạ? Quá tuyệt vời đúng không nào? Wow, quá là nhiều sát thương, quá là nhiều khống chế. 5 Butterfly sao? Cực kỳ hủy diệt anh em ơi. 5 zone thì sao? 10 zone. Và các tướng bị cấm đó chính là Omen, Roshi và Badum. Không thể được chơi tại vì chôn nhiều quá thì đánh đấm cái gì đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta được có 10 Laurel. Và đương nhiên các tính năng, các thuộc tính sẽ được sửa đổi để chúng ta phù hợp hơn để cho anh em sử dụng. Thực sự rất ấn tượng anh em ơi. Đây chắc chắn là một cái chế độ mới xóa nhòa mọi khoảng cách và khiến anh em thích chơi Liên Quân hơn rất rất nhiều. Ok, chúng ta đến các tính năng tiếp theo. Tính năng này chắc chắn sẽ giúp cho anh em cực kỳ phấn khích. Đầu tiên đó chính là điều hướng chỉ định chức năng của các tướng. Giống như Morat là sát thủ sẽ đi đường rừng này, Điêu Thuyền đi đường mid, Alice đi trợ thủ, giúp cho anh em xác định được rằng tướng của mình nên đi vị trí nào. Ngoài ra về phần trang bị sẽ giúp cho anh em giải quyết được cái vấn đề mà anh em đang mắc phải, đó chính là không biết phải lên trang bị ra sao. Khi vào trận đấu, anh em có thể lựa chọn trang bị sử dụng nhiều. Và chúng ta lựa chọn một trong 5 slot để có thể điền thêm trang bị vào và giúp anh em chơi đơn giản hơn. Đây, quá tuyệt vời đúng không nào? Với hàng loạt tính năng mới này, chắc chắn anh em đang cực kỳ phấn khích rồi. Reset đánh sẽ reset trước, còn phiên bản sẽ được cập nhật sau. Một phiên bản đấu nhân bản quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Đấu nhân bản chính là cái tên luôn của cái phiên bản này. Ngoài ra chúng ta được chỉnh lại cái MVP anh em ơi. MVP giờ đây sẽ chuẩn xác hơn. Cho dù bạn là 0-17 để nhận được MVP. Và trong phiên bản mới này, những kẻ nào AFK phá game sẽ bị trừng trị thích đáng. Ví dụ Phoenix là 0-70, không có bất kỳ mạng trợ thủ nào, tố cáo ngay. Anh em phải tố cáo ngay ha. Đây, tố cáo ngay. Đó chính là cố tình chết. Đây, cố tình phá trận, cố tình chết. Report luôn. Đó chính là tính năng cải tiến MVP và cải tiến tính năng tố cáo. Sau khi tố cáo, chúng ta sẽ được hệ thống kiểm duyệt và khiến đối thủ bị trừ uy tín nhiều hơn. Quá gắt đúng nào? Bây giờ thì bớt được cái bọn phá game đi tôi chút anh em ơi. Nhờ cái tính năng mới lạ này, một tính năng mà cực kỳ nhiều anh em đang ưa thích, đó chính là tố cáo. Tại vì quá nhiều thanh niên AFK, cái đấy người ta là một món ăn tinh thần hàng ngày rồi. Ngoài ra khi các bạn đấu rank và lên được đến bậc cao thủ, các bạn sẽ nhận được kỷ niệm chương mới, mới toanh anh em ơi, chỉ trong phiên bản và mùa này có thôi, đó chính là Sea of Skin You Will Remember. Nó giống như một cái huy hiệu để mà chúng ta khắc nhớ rằng chúng ta lên là cao thủ ở phiên bản nào đó. Đây,
Ở phiên bản mới này, các bạn bị reset rank phải nhận ở các bậc rank mới. Anh em còn nhận được phần thưởng đúng theo các bậc rank, như là cao thủ thì nhận được 300 ruby, kim cương thì 200 ruby và giảm dần 150, 100 và 50. Các bậc rank anh em bị giảm như sau. Đầu tiên là rank vàng, bạc và đồng. Tiếp theo là rank bạch kim. Rank kim cương bị giảm như sau. Cao thủ quá mức cho anh em phấn đấu đây. Trên đây là thông báo reset rank, giới thiệu phần thưởng cùng các mốc reset mới. Cùng với đó là sự thay đổi của phiên bản mới sắp tới. Hy vọng có ích cho anh em. Nếu anh em thấy hay, đừng quên đăng ký kênh, like và share video này để cho các bạn khác biết về thời gian để họ có thể leo rank nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Hi, xin chào anh em. Vậy là chỉ còn 2-3 ngày là chúng ta lại chuẩn bị ở một mùa giải mới rồi. Mùa giải là chúng ta tính về ở bên bậc rank nha anh em ơi. Còn phiên bản là chúng ta tính về các phiên bản cập nhật mới. Ví dụ như là beta 15 chẳng hạn, beta 16 là phiên bản hiện tại đang dùng ở máy chủ chính. Còn beta 17 là phiên bản chuẩn bị mới được cập nhật, hiện tại chúng ta đang sử dụng beta 16. Còn mùa giải chúng ta chỉ gọi là mùa 7, mùa 8. Ở trong mùa 7 này chúng ta nhận một bộ trang phục, đó chính là Chona đúng không ạ? Và sang mùa 8 chúng ta có bộ trang phục mới của vị tướng Kyurot mà trong video này chúng ta đang chơi đây, đó chính là Kyurot Quang Vinh. Một trong bộ trang phục quang vinh đẹp nhất và ấn tượng nhất. Như mình nói ở trong đầu clip, đó chính là vị tướng Kyurot này ở trong phiên bản này được tăng sức mạnh, đó chính là từ nội tại. Khi mà ở nội tại đòn đánh thứ 3 và khi kích hoạt màu thần lực đều được tăng sát thương. Điều đó khiến cho Kyurot hồi phục cực kỳ bá đạo hơn đúng không nào? Nó tỷ lệ thuận mà. Còn về phiên bản này nên chơi vị tướng nào? Thì theo S thì tất cả vị tướng đều đang dần cân bằng lại. Các vị tướng đều có thể chơi như là Jhina, Kali, Chrissy, Natalia. Và ở trong phiên bản mới, các vị tướng được tăng sức mạnh đáng gờm để mà đáng chơi như là Alistar này. Chiêu cuối của Alistar không thể bị hóa giải trừ khi Alistar bị làm choáng hoặc là khiêu khích. Còn nếu mà hóa giải bằng thanh tẩy hay là sử dụng Chona, Kyurot hay là Rocker đều vô tác dụng. Đó là một cái tin tuyệt vời dành cho anh em có Alistar. Và đặc biệt là Alistar thiếu niên hắc ám đúng không nào? Trong phiên bản mới thì có Laurel được tăng sức mạnh trở lại. Thì Laurel sẽ được trọng dụng, nhưng mà để mà trở thành hot pick thì cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Tại vì đến gần cuối game thì lúc đấy thì Laurel mới tối ưu hóa khả năng gây sát thương và trở về thời kỳ đỉnh cao của mình. Và lúc đấy sẽ gánh đội rất là bá đạo. Vì vậy anh em nào mà thích chơi Laurel hoàn toàn có thể nên chơi. Nhưng mà phải nên xem đội hình nhá. Đội hình mà không phù hợp với Laurel thì cũng hơi khó. Mà đội hình nào có quá nhiều vị tướng châu bò, có Laurel làm cái lợi thế tuyệt vời anh em ơi. Xem nào, còn vị tướng gì chúng ta có Zone được tăng sức mạnh. Zone chắc chắn sẽ là một cái đối trọng để mà anh em cầm đi solo đường. Van Hên mặc dù bị giảm sức mạnh nhưng đều chơi còn rất là tối ưu, chứ vậy anh em không vì gì phải lo lắng cả. Ngoài ra một số vị tướng anh em muốn thể hiện kỹ năng chơi tốt thì các bạn có thể chơi Azenka. Azenka hiện tại thì bị mặc dù được tăng sức mạnh rất nhiều, nhưng mà với cái lối chơi cần tướng cơ động thì Azenka hiện tại đang hơi ao metam. Và nếu mà anh em có kỹ năng tốt ấy, thì chơi Azenka hoàn toàn tối ưu vì vị tướng này ở trong phiên bản mới không có hồi khả năng hóa đá mà có thể hóa đá liên tục. Đó là review sơ qua và thông báo về thời gian chính thức. Anh em hãy cố gắng leo rank nhé. Và ở trong phiên bản mới tiếp tục chiến đấu nào. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên.
các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.